Người đàn ông này bị vỡ gan do tai nạn giao thông rất nguy kịch đến tính mạng, đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu phẫu thuật thành công cứu sống. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2021, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước đó khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 3, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân 38 tuổi ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, choáng, mạch nhẹ, huyết áp thấp, đau khắp vùng bụng, bầm mắt bên phải. Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Theo bác sĩ Dương Thanh Tùng, trưởng khoa ngoại tổng hợp, qua chẩn đoán xác định đây là trường hợp bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Các kíp trực khẩn trương hồi sức chống choáng, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và mời hội chẩn toàn viện. Kết quả siêu âm bụng tổng quát xác định bệnh nhân bị vỡ gan phải độ 4 do tai nạn giao thông. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp, thời gian kéo dài khoảng 90 phút, ghi nhận phân thủy 4, 7, gan vỡ nham nhở độ 4, lượng máu chảy khoảng 1.500 ml. Kíp phẫu thuật đã hút sạch dịch máu, khâu gan cầm máu, đặt dẫn lưu theo dõi. Trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, người bệnh được truyền 3 đơn vị máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn nguy kịch đến tính mạng, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.